vấn đáp pháp môn quán âm Dấn chủ yếu của kinh pháp hoa là gì sư phụ giảng về pháp môn quán âm trong phẩm pháp sư công đức có nói người pháp sư thật sự có một nghìn hai trăm nhĩ căn công đức cho dù chỉ dùng tay thường cũng có thể nghe được tiếng trống tiếng sấm tiếng chuông vân vân đó đều là những âm thanh nội tại còn có thể nghe được âm thanh từ thiên đàng đến địa ngục trong phẩm phổ môn có giảng pháp môn quán âm tu pháp môn quán âm có thể nhìn thấy được quán âm bồ tát sẽ đạt được âm thanh bên trong phạm âm hải triều âm thắng bỉ thế gian âm nhân dân đó đều là giới thiệu về pháp môn quán âm đôi khi phật thích ca cũng thuận tiện giảng pháp cho người khác nghe hiện tại cũng có người nói đến thể nghiệm của họ như nghe được phạm âm hải triều âm thắng bỉ thế gian âm và nhìn thấy được quan thế âm bồ tát vân vân những điều này là những thể nghiệm bên trong của người thọ tấm ấn lúc ấy họ viết ra thành một quyển kinh Vẫn lúc ngài chưa xuất gia mục tiêu của cuộc sống là gì sau khi xuất gia có cải biến nhiều không sư phụ có mà cũng không có bởi vì trước khi xuất gia sư phụ đã tu hành đã muốn giải thoát rồi hiểu không nhưng khi tu pháp môn quán âm mới hiểu rõ thêm là có được thân người thật là quý báu mục đích đời sống con người là giải thoát cần phải hiểu rõ ràng mình là ai hiểu rõ được rằng chúng ta chính là phật cho nên sau khi xuất gia cũng không có thay đổi nhiều nhưng sự suy nghĩ có thay đổi hiểu biết cục diện rộng lớn hơn không phải xuất gia rồi mới hiểu trước khi sư phụ xuất gia đã hiểu rồi xuất gia là để độ chúng sinh tiện lợi hơn Lục tổ Huệ Năng trước khi xuất gia đã lãnh bình bác ra đi. Thần Tú xuất gia hơn 30 năm theo sư phụ của ông mỗi ngày, nhưng thần Tú không đạt được đẳng cấp nào. Người chủ nhân thật sự ở bên trong chúng ta không phải vì xuất gia mới giải thoát. Lúc chưa xuất gia, người chủ nhân ấy đã giải thoát rồi. Ngài là bất sanh bất diệt, không đục, không trong, không tăng, không giảm, vĩnh viễn tồn tại. Vẫn Nhà Phật có đề ra sự phân biệt nam tướng nữ tướng, có phải là trọng nam khinh nữ không? Nếu có người tích tụ công đức có thể chuyển nữ thành nam không? Sư phụ, có thể nhưng phải trở lại đầu thai một lần nữa. Cho nên sư phụ khuyên quý vị nam nữ đều chuyển thành vô tướng thì tốt hơn, không nam không nữ. Nếu có người cầu Bồ Tát để cho họ biến thành nam chúng, như vậy người ấy phải trở lại một lần nữa. Quý vị đối với cái thế giới này thật lạc quan quá. Sư phụ sống ở đây một lần là đã cảm thấy chịu không nổi. Quý vị còn muốn trở lại một lần nữa thì tấm lòng nhẫn nại của quý vị quả thật cao cường. Nếu thật sự muốn trở lại lần nữa thì cần phải tích tụ rất nhiều phước báo mới có thể chuyển nữ thành nam. Nhưng chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều về thế giới này. Cũng có những quốc gia trọng nam khinh nữ, có những quốc gia trọng nữ khinh nam cho nên rất khó nói. Nhà Phật không có trọng nam khinh nữ, thậm chí trong kinh Pháp Hoa có nói long nữ mới có 8 tuổi đã được thành Phật, có phải vậy không? Mọi người đã phải. Xưa nay chưa có bộ kinh nào nói qua nam chúng có thể thành Phật sớm như vậy, cho nên nữ chúng hay hơn nam chúng, có phải vậy không? Chúng ta đều ngộ nhận kinh Phật, Phật làm gì có nam nữ? mọi người đều có phật tánh cho dù cây cỏ gỗ đá cũng có phật tánh nam chúng nữ chúng đều có phật tánh như nhau sư phụ nói một tin vui cho quý vị trong số độ đệ của sư phụ có rất nhiều nữ chúng đẳng cấp của các cô ấy rất cao không nhất định là nam chúng mới cao sư phụ nói điều này là vốn cho quý vị vui một chút chúng ta không nên coi nhẹ chính mình phải tôn trọng chính mình thì người khác mới tôn trọng chúng ta nếu chúng ta không tôn trọng chính mình thì sẽ không có ai tôn trọng chúng ta. Chính mình còn không có lòng tự tin thì không ai có thể giúp chúng ta có lòng tự tin. Nếu chúng ta không nhận thấy rằng mình vĩ đại thì sẽ không ai nhận thấy chúng ta có lòng vĩ đại. Hiểu ý của sư phụ không? Cho nên không có nam, không có nữ. Mọi người đều có Phật tánh mà thôi. Dấn, sư phụ có thể truyền pháp môn quán âm ở nơi đây không? Có gì trở ngại không? sư phụ sẽ bị trở ngại thứ nhất giờ giảng kinh đã sắp hết rồi thứ hai ở đây có rất nhiều người chưa chuẩn bị họ không muốn tu pháp môn quán âm sư phụ không thể cưỡng ép người ta tu hành nếu quý vị muốn tu với sư phụ thì cần phải định thời gian sư phụ sẽ dạy những người thành tâm cầu pháp những người thích thì đến nghe không thích thì đi về lúc truyền phá phải chuẩn bị rất nhiều việc khai ngộ rất mau nhưng cũng cần dạy quý vị phải làm thế nào hiểu không con đường tu hành rất dài lúc gặp chướng ngại cần phải làm sao gặp phật hay ma thì có cách nào phân biệt thật hay giả làm thế nào để xử lý cho nên không phải là chuyện đơn giản khai ngộ rất mau ở nơi đây có thể tức khắc khai ngộ nhưng trách nhiệm của sư phụ rất lâu dài cần phải săn sóc học trò cho đến khi nào thành phật mới thôi lúc ấy trách nhiệm của sư phụ mới hoàn thành một số cha mẹ nuôi con cái của mình nhiều nhất là hai mươi mấy năm mà thôi nhưng sư phụ nuôi học trò phải đến mấy đời nuôi đến khi nào chúng nó thành phật chứ không phải chỉ giúp quý vị khai ngộ là đủ rồi sư phụ có rất nhiều việc phải làm cần phải bồi dưỡng niềm tin của quý vị trưởng dưỡng trí huệ của quý vị làm mở rộng sự khai ngộ của quý vị chỉ dạy quý vị giúp đỡ và xử lý những chướng ngại của quý vị thanh tịnh hóa thân khẩu ý của quý vị nhưng thời gian truyền tâm ấn phải cần mấy tiếng đồng hồ chẳng chúa giêsu kitô đề xướng lòng bác ái nhưng phật giáo không những không nói đến bác ái ngược lại còn nói ái là nguyên nhân khổ của chúng sinh là nguồn gốc của sinh tử thưa hỏi lòng từ bi của nhà phật và lòng bác ái của cơ đốc giáo có gì khác nhau sư phụ không có gì khác nhau từ bi là bác ái bác ái là gì ái này không phải là ái tình mà là ái tâm đối với mọi người đều có lòng bảo hộ có lòng bình đẳng có lòng săn sóc có lòng triều mến không phải ái tình của nam nữ hai điều đó hoàn toàn không giống nhau bác tức là quảng bác quảng đại bất cứ người nào chúng ta cũng đều thương cho dù động vật cỏ cây hoa đá chúng ta đều thương đó tức là bác ái từ bi cũng như vậy ý của từ bi là đối với bất cứ chúng sinh nào chúng ta đều có lòng khoan dung có lòng bác ái có lòng từ bi cho nên nói có lòng bác ái có lòng từ bi đều cùng một nghĩa không có chuyện gì khác nhau vắng sau khi học pháp môn quán âm với sư phụ sống trong xã hội vẫn làm việc kiếm tiền phát triển sự nghiệp kết hôn sinh con nuôi dưỡng con cái có phải cũng được giải thoát không? Sư phụ vẫn được giải thoát. Trong số đồ đệ của Phật Thích Ca có rất nhiều người tại gia, trong đó có Duy Ma Cật Đại sư cũng là một vị cư sĩ nhưng đẳng cấp của ngài cũng không khác Phật bao nhiêu. Vẫn. trong lịch sử không ít người niệm Phật vãng sanh, tu pháp môn tịnh độ có được những thành quả như vậy không? Sư phụ theo sư phụ biết, niệm Phật không có giảng sanh. Vừa rồi đồng tu của chúng tôi có nói, họ cùng với Quảng Khâm Lão Hòa Thượng học niệm Phật 5 năm, nhưng không được gì cả. Vừa học với sư phụ chỉ có 5 tiếng đồng hồ, liền thấy được Tây Phương. Quý vị tự lựa chọn thì tốt hơn, không nên hỏi nhiều lời. Quý vị muốn nhìn thấy Tây Phương, bây giờ có thể thấy được, không phải đợi đến chết rồi mới thấy. Ví dụ có một người, lúc họ còn sống không có tiền, Đến khi chết rồi đương nhiên cũng không thể có tiền. Nếu như có một người chủ đến nói với quý vị, bây giờ anh giúp tôi làm việc, đến lúc chết rồi tôi sẽ giao hết tất cả tiền cho anh. Như vậy quý vị có muốn không? Đương nhiên không muốn, chúng ta muốn mỗi tháng lãnh tiền, như vậy mới có thể sống được, hiểu không? Pháp môn của sư phụ, có làm thì có tiền, không phải đợi tới giảng sanh mới đưa hết cho quý vị. Pháp môn Tịnh độ là để làm cho người ta qua thì giờ trong khai thị lục của quảng khâm lão hòa thượng nói chính ông ta cũng không phải tu niệm phật nhưng ông cũng dạy người ta niệm phật khi có người hỏi ông niệm phật có thể thấy phật không ông trả lời không ông là vị pháp sư niệm phật rất nổi tiếng vừa mới qua đời cho nên chúng ta mới biết được nếu như thời gian của chuyện này qua quá lâu chúng ta sẽ không biết họ đã tu những gì Sư phụ cũng có dạy người niệm A Di Đà Phật, nhưng chính sư phụ một câu cũng không niệm. Bởi vì người ta thích niệm A Di Đà Phật, hy vọng rằng sư phụ dạy họ niệm. Nên sư phụ nói, được, quý vị thích niệm thì niệm, không sao cả. Ví dụ sư phụ đi thăm các đệ tử lúc thọ giới, giới trường bên ngoài có rất nhiều vị cùng pháp sư đang thọ bát. Các vị pháp sư cho rằng đó là truyền thống, không phải là họ không có tiền. Pháp sư ở Đài Loan là người có tiền nhất. Những người mặc áo vàng ấy đi thọ Pháp, sư phụ cũng tôn kính họ, cúng dường họ. Có những người hành khách ở bên cạnh thấy vậy, cũng muốn được cúng dường. Sư phụ cũng không có lòng phân biệt, cũng cúng dường cho họ. Ngày hôm sau sư phụ lại đến, những người hành khách ấy khi gặp sư phụ liền kêu, Sư phụ, tôi ở nơi đây, tôi muốn tiền. Sư phụ bảo họ, sư phụ cho tiền quý vị không có ích lợi nhiều, quý vị cần tu hành mới tốt quý vị có thể niệm phật a di đà quý vị có thể cầu quán thế âm bồ tát nên niệm nhiều quán thế âm bồ tát rất có thể đời sau trở lại không phải đau khổ như vậy nhưng những người hành khất ấy có một mực phàn nàn họ nói rằng cuộc đời của họ ngày lại ngày quá khổ sư phụ nói rất có thể là quý vị không có tu hành cho nên mới gặp phải những sự đau khổ ấy bây giờ quý vị thành tâm niệm phật hoàn cảnh rất có thể tốt hơn phần nào tâm linh có thể thấy an ủi hơn một chút sư phụ cũng dạy họ niệm phật nhưng họ không niệm họ chỉ niệm tiền mà thôi cho nên quý vị không nên nói sư phụ không dạy người ta niệm phật sư phụ không những dạy người ta niệm phật mà còn dạy người ta niệm kinh địa tạng dương niệm phẩm phổ môn lúc sư phụ ở bành hồ có một người đàn ông muốn thọ tâm ấn bởi vì thân thể ông bệnh hoạn sắp sửa lâm chung nên muốn cầu thọ tâm ấn lúc sư phụ đi gặp ông thì ông sắp sửa vãng sanh rồi sư phụ cũng không muốn để cho ông thất vọng liền truyền tâm ấn cho ông lúc truyền tâm ấn mặt ông vàng như nghệ thọ tâm ấn vừa xong thì khuôn mặt lập tức trở nên hồng hào những nét đau khổ cũng trở nên dễ chịu thật yên lặng nhẹ nhàng rời khỏi thế giới này nhưng vợ có máy không tin chuyện truyền tâm ấn dẫn tiếp tục ăn thịt cô ấy hỏi sư phụ rằng chồng tôi đã chết rồi bây giờ tôi phải làm sao để ông ấy ra đi được dễ dàng sư phụ nói mỗi ngày cô niệm kinh địa tạng dương niệm bao nhiêu lần cũng được sau đó hồi hướng cho chồng cô sư phụ dạy cô ấy như vậy không phải gì để độ chồng của cô ấy chồng của cô ấy đã độ xong rồi bây giờ phải độ cho người vợ này bảo cô ấy niệm kinh địa tạng dương bởi vì bên trong có nói đến nhân quả tả những sự khủng khiếp của địa ngục có thể lúc cô ấy niệm xong sẽ cảm thấy lo sợ rồi muốn tu hành như vậy niệm kinh địa tạng vương mới có hữu ích hiểu ý của sư phụ không cho nên quý vị không nên cho rằng sư phụ chỉ dạy pháp môn quán âm sư phụ tùy theo hoàn cảnh mà dạy đối với nhu cầu nào thì dạy thứ ấy nhưng rất hữu ích vấn mỗi ngày ngồi thiền 2 tiếng rưỡi nếu gì vậy mà ngủ không đủ thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không sư phụ không nhưng cũng cần phải ngủ đầy đủ chúng ta có thể giảm thiểu thời gian nói điện thoại giảm thiểu thời gian uống cà phê và nói chuyện gẫu như vậy mỗi ngày sẽ dành được rất nhiều thời gian nếu đã biết được pháp môn bất cứ lúc nào cũng có thể tu hành ở trên xe công cộng cũng có thể tu hành đi đường cũng có thể tu hành, lúc làm việc cũng có thể tu hành. Chúng ta có rất nhiều thời giờ, nhưng rất tiếc chúng ta lại lãng phí mà không biết cách dùng. Mỗi ngày chúng ta nói rất nhiều lời. Nếu dùng máy thu âm ghi lại những lời nói ấy, mỗi tối đem ra nghe, quý vị sẽ phát hiện hầu hết những lời nói đều là những chuyện vô ích. Có phải vậy không? Những khoảng thời gian này đều kể là phí mất rồi. Chúng ta nên để dành mỗi ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ, để tu hành. Chúng ta nuôi cái thân thể này nhiều nhất là 100 năm. Mỗi ngày phải làm việc 8 tiếng đồng hồ nhưng không phiền hà một chút nào mà lại thích thú làm. Nhưng muốn nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, muốn vĩnh viễn giải thoát, không phải trở lại để nhận lãnh cái đau khổ của sanh lão bệnh tử, tù 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì đã cảm thấy quá nhiều, tìm mọi lý do để khước từ. Như vậy không thương yêu chính mình đối với mình không có từ bi coi trọng nhục thể này hơn linh thể bây giờ quý vị có thể biết được tại sao ít người tu pháp môn quán âm bởi vì chúng sinh đã lầm đường đến mức độ này cho dù tốt đối với chính mình cũng không muốn chấn về giới luật cho nên ăn chay nhưng thực vật cũng có sinh mạng vậy tại sao không phải là sát sanh sư phụ mỗi lần giảng đều hỏi cùng một câu hỏi được vậy quý vị chết đói là xong. Ai không muốn ăn thì để họ tự tại. Quý vị nói thật vật có sinh mạng, về điểm này sư phụ cũng đồng ý. Nhưng dù là như vậy, tâm ấn xong không lẽ lại chịu chết sao? Bởi vì không được ăn bất cứ thứ gì. Chúng ta không thể tu khổ hạnh đến mức độ này. Như vậy là mê tín Chúng ta cần phải bảo hộ cái thân thể này trước khi thành Phật. Muốn như vậy thì trong hoàn cảnh không thể tránh được chúng ta cố gắng lựa chọn cái sát nghiệp nhỏ nhất. Cũng như chúng ta không muốn thiếu người khác năm dạng đồng, chỉ thiếu 500 đồng là được rồi. Không phải gì không muốn thiếu người khác thì hoàn toàn không ăn. Nếu như việc làm ăn buôn bán chưa có đủ mà không đi mượn tiền mà dùng, như vậy sẽ bị chết đói. Sự thật, ra khi chúng ta chưa ăn bất cứ thứ gì, chỉ một chút cử động thì đã sát sanh rồi khi ta hít thở rửa tay giặt quần áo tắm rửa đi bộ đều là sát sanh sư phụ không muốn nói nhiều chỉ muốn bảo quý vị tu hành cần phải tu trung đạo không nên thái quá vấn làm thế nào để bồ đề trường thọ sư phụ chúng ta cần phải tìm đến nó sau đó giữ lấy nó như vậy nó mới có thể cùng với chúng ta trường thọ nhưng giữ lấy được bồ đề không phải là chuyện đơn giản cần phải tu pháp môn quán âm mở trí huệ nhấn tôi chưa làm điều gì sai nhưng tại sao ngủ lại không được chỉ khi nghe một âm thanh nhỏ liền giật mình tỉnh thức thưa sư phụ tôi cần phải giải quyết như thế nào sư phụ dạy tu pháp môn quán âm là thích hợp nhất chúng ta không nên ngủ nhiều ngủ không được thì tốt nhất thức dậy ngồi thiền là tốt nhất. Tu hành sợ nhất là ngủ quá nhiều. Nếu gì ngủ không được, đem thời gian này dùng để tu hành là hay nhất. Cũng như tái ông mất ngựa dậy. Vấn, Chúa Giêsu nói, chúng ta là con của Thượng Đế. Trong câu nói Thượng Đế và con, có phải chỉ lòng phân biệt không? Theo như Phật nói, chúng sanh đều có Phật tánh. Dường như có sự khác biệt. Xin Sư Phụ khai thị sư phụ không có khác biệt bất cứ chúng sinh nào cũng đều có phật tánh phật nói bất cứ chúng sinh nào đều là con cái của thượng đế đều có cùng một ý nghĩa phật thích ca nói bất cứ chúng sinh nào cũng đều có phật tánh ngài không có nói rằng bất cứ chúng sinh nào đều là phật có phật tánh chưa phải là phật cần phải tu hành mới có thể thành phật cũng giống như chúng ta là con cái của thượng đế ý nghĩa cũng như nhau cho nên chúng ta cần phải tu hành. Tu hành sau này mới nhận biết được Thượng Đế. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị vào ngày 7 tháng 4 năm 1988 tại Đài Bắc Formosa.